Các bạn thì đây là cái màn hình Asus vừa mới giới thiệu tại triển lãm Computex 2019. Đây là cái màn hình di động được hướng đến đối tượng là những các bạn game thủ. Đây là ROG Strix XG17. Thì thông thường những cái màn hình mà di động các bạn sẽ thấy là nó có cái chất lượng hình ảnh nó không được tốt. Tuy nhiên đối với dòng XG này thì Asus họ khẳng định luôn là họ hướng đến phân khúc cao cấp và cái chất lượng hình ảnh của nó rất là ấn tượng. Kích thước là 17.3 inch Full HD và sử dụng với công nghệ IPS. Và điều quan trọng nhất đó chính là cái tần số quét là 240Hz. Thì nó được kết hợp công nghệ Aloe Vision. Thì công nghệ này nó sẽ cho phép là chúng ta loại bỏ được cái hiện tượng mà bị xé hình, cũng như là khung hình nó sẽ được mượt hơn, chứ nó không có tăng giảm khiến bạn khó chịu. Và bên trong này tích hợp luôn pin cái dung lượng cao. Thì theo Asus thì cái dung lượng pin của cái màn hình này khi mà bạn sử dụng bình thường thì nó sẽ đâu đó khoảng 4 tiếng. Rồi, các bạn cũng có thể thấy ở đây là cái màn hình này thì bạn sẽ có nhiều cách gắn. Các bạn có thể nói nó trực tiếp, chẳng hạn như ở đây là mình có một cái máy tính thì chúng ta có thể nói nó trực tiếp với lại cái màn hình ở trên. Các bạn có thấy là đây là màn hình ở trên đó. Cái khung phía sau á, thật ra cái này là nó là xây dựng lên thôi, nhưng mà nghe nói là Asus họ sẽ làm cái phụ kiện giúp cho bạn gắn cái màn hình này ngay trên cái đầu của cái laptop luôn. Thì cái điều này nó sẽ rất là tiện, nếu bạn nào muốn có hai màn hình, chẳng hạn như ở đây mình đang chơi ở đây thì nó đang nói trực tiếp với lại cái laptop ở dưới này. Thì ở dưới này là chúng ta có thể bật những cái như là cái trick này là cái bạn có thể stream những cái trò chơi bạn lên. Còn ở trên thì chúng ta sẽ chơi game. Rồi, một trong những cái khác của cái màn hình này thì các bạn thấy là đây là nó được nối trực tiếp với lại điện thoại. Đó, thì đây là cái điện thoại của chúng ta. Đây. Thì một cái điểm mà khá là hay của cái màn hình này đó chính là nó sử dụng với cảm kết nối là USB Type-C. Thì nó sẽ cho phép là tương thích với rất là nhiều những cái thiết bị khác. Và thậm chí là bạn có thể dùng, mình nghĩ là có thể dùng để sạc luôn, nhưng mà hên xui. Ngoài ra thì cái màn hình này cũng được Asus nói là nó rất là tối ưu để mà gắn với những trò chơi như là Nintendo Switch. Thì ở đây bên Asus họ kết nối cái Nintendo Switch nè với lại cái màn hình luôn. Rồi đây là phần cổng kết nối. Chúng ta có hai cái cổng DisplayPort và một cái cổng HDMI. Đây là cổng mini HDMI, các bạn hãy nhìn ở góc này, đây là mini HDMI. Bên góc bên kia thì không có gì hết. Thì các bạn thấy là cái kích thước của nó so với lại cái điện thoại LG Phone, cái kích thước màn hình này là 6 inch, còn cái màn hình này là 17.3 inch đó. Và mình đang gọi là stream kết nối trực tiếp cái điện thoại này với lại cái màn hình luôn. Chủ yếu là cái phần trước là chúng ta thấy một cái màn hình Full HD 240Hz và ở dưới này là một cái dàn loa và cái logo LG. Nhìn nó khá là đơn giản nhưng mà nói chung là nó hiệu quả trong việc chơi game. Rồi, hiện tại thì mình vẫn chưa biết cái màn hình này giá Việt Nam bán bao nhiêu, nhưng mà Asus họ khẳng định là nó sẽ là phân khúc cao cấp, cho nên giá của nó chắc chắn sẽ không rẻ. Rồi, cảm ơn các bạn.